Xin chào cả nhà, mời cả nhà mình lắng nghe một vài câu chuyện vui. Hy vọng cả nhà sẽ có giây phút thư giãn và nụ cười sảng khoái nhé. Câu chuyện sao không ngay từ đầu Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dừng rơi Thầy xuất khẩu thành thơ Tuyết đang rơi mà không mưa Tuyết rơi rồi cũng tan thành nước Rắc rối sao không làm mưa ngay từ đầu? Em nào đối được câu này thầy cho mười đếm. Một em đứng lên giống dạt. Thầy ăn cơm không ăn cứt. Ăn cơm xong rồi cũng thành cứt, lôi thôi. Sao không ăn cứt ngay từ đầu? Một học sinh khác. Mẹ thầy đẻ ra thầy, không đẻ ra con thầy. Thầy lấy vợ, đẻ ra con thầy, lằn nhằn sao mẹ thầy không đẻ ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung <laughs> câu chuyện găng tay tặng người yêu có một chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái anh ta nhờ em của cô ta đi theo để tư vấn cho mình trong khi anh ta mua đôi găng tay thì cô em của bạn gái cũng đi mua một cái quần lót. Khi gói quà, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em gái của bạn gái. Còn gói quần tam giác thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự nhầm lớn này, anh ta gửi gói quà kèm theo một bức thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư. Em yêu dấu Vì thấy rằng khi đi chơi với anh Không bao giờ em mặc nó Nên hôm nay anh tặng nó cho em đây Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất Nên anh đã nhờ em gái của em đi mua cùng Vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất là đẹp Và anh biết rõ em gái em và em đều cùng một cỡ với nhau Cô bán hàng giới thiệu cho anh một kiểu mới, mặc vào rất là ấm, có sạc canh tia để mở nhưng khi thấy cô ta kéo sạc bên tia thử, nó cứ vướng lòng ở bên trong, nên anh chọn lỗi không có sạc bên tia. Anh đã bắt em gái của em mặc trước mặt anh. Một phút sau thì cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong. Khi thấy không có ẩm ướt và hôi, anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc, em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó một nụ hôn nằm thắm em yêu nhé <laughs> câu chuyện sợ nhất điều gì trong điềm tận hồn, chồng âu yếm hỏi vợ lúc chưa lấy anh em sợ điều gì nhất em em ngại quá à đừng có ngại cứ nói đi em yêu em em sợ ế chồng <laughs> Câu chuyện không cần phải tránh Trong phòng khám, một bệnh nhân hỏi bác sĩ Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ hay sao? Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy nó tự tránh xa cụ mà thôi Câu chuyện ông chủ đâu? Một người đến xin việc hỏi anh bồi bàn. Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chán không hả? Cần chứ, nhưng trình độ của anh tới đâu? Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu. Tóm ngày một người đàn ông béo phệ và nén cái vẹo qua cửa sổ Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào? Sớt sát, đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh. Ông ta đi đâu vậy? Vừa bị anh nén ra ngoài kìa.